Xin chào các em, trong video này anh sẽ sửa lecture số 9.2. Chúng ta sẽ bắt đầu. Cái lecture này thì anh cho có 5 câu à, cho nên các em cố gắng mình làm. Và nếu mà câu nào không biết thì quan sát là kỹ anh giải. Thì trong cái đề này nó sẽ có 2 câu anh sẽ giải phương pháp gấp trục, còn 3 câu còn lại giải pháp cổ điển. Thì các em quan sát anh giải, có gì không hiểu thì vô lớp hỏi lại. Câu số 1 này người ta cho em cái hàm fx, người ta hỏi phương trình này có bao nhiêu nghiệm thực. Hãy đây anh lại sẽ giải phương pháp cổ điển, mình sẽ đặt t, mình sẽ đặt t bằng 1 trừ 2 fx. Thì cái này nó là ft bằng 3 các em, ft bằng 3 là cắt ngang đây là 4 nghiệm đúng không, cắt ngang là 4 nghiệm. Thì 4 nghiệm mà chúng ta thấy á là mình có thể hạo hạo nha, mình không thể nào biết chính xác 4 nghiệm này, nhưng mình có thể hạo hạo là t nó phải nhỏ hơn 1, t này phải nhỏ hơn 1 thì nên cho t bằng 0, và t này nó sẽ là từ 1 tới căn 2 á thì anh cho là 1.2 đi, rồi từ căn 2 tới 4 anh cho là 3, rồi từ 4 tới cộng vô cùng anh cho là 5. Rồi bây giờ mình sẽ dựng lại cái đồ thị này rồi mình cắt thôi. Mình sẽ dựng lại cái đồ thị này đàng hoàng rồi mình cắt. Cái đồ thị này nó sẽ đi 3 nhánh. Đầu tiên là cộng vô cùng xuống âm 3/2, xong người dương vô cùng lên 4, ổ âm vô cùng lên 4, cuối cùng là âm 3/2 lên dương vô cùng. Như vậy là nếu mà cắt như số 0 á là nó sẽ 4 nghiệm nha em, 4 nghiệm đúng không. Nếu mà cắt ngang 1.2 thì cũng 4 nghiệm luôn, nếu mà cắt ngang số 3 thì cũng 4 nghiệm luôn, nhưng mà cắt ngang số 5 á thì có 2 nghiệm mà 2 nghiệm, cho nên tổng cộng nó sẽ có 14 nghiệm đó với bài số 1. 14 nghiệm nha, 14 nghiệm. OK. Câu số 2 nó hỏi số nghiệm thực của phương trình f phẩy có fx bằng 0, thì chúng ta sẽ có là cái này f phẩy t bằng 0, f phẩy t bằng 0 hay là t, thì f phẩy t bằng 0 các em nhìn đâu rồi hội này nó sẽ có 3 nghiệm này thôi, f phẩy mà t bằng âm 1, t bằng 0, t bằng 2, mà nãy t là fx thì chúng ta sẽ là fx bằng âm 1, fx bằng 0 và fx bằng 2. Chúng ta sẽ dựng lại đồ thị fx là cái này là đi từ cộng vô cùng xuống âm 2 lên 1 xuống âm 1, xuống âm 1 là xuống ở đây lên dương vô cùng. Như vậy này cắt ngang âm 1 là 3 nghiệm nha. OK, này 3 nghiệm nha. Tiếp theo cắt ngang số 0 là 4 nghiệm, cắt ngang số 0 là 4 nghiệm. Cắt ngang số 2 2 nghiệm à, 2 nghiệm, vậy là tổng cộng là 9 nghiệm nha em. Cho nên câu số 2 đáp án là A. Câu 2 đáp án là A. Câu số 3, số nghiệm thực của phương trình f' này, ôi cũng y gan luôn, không có gì khác. Mình sẽ đặt t bằng cục này, dĩ nhiên nó sẽ 3 nghiệm, trừ 3, 0, 5, giá phẩy mà. Vậy là 3 trừ 2f bằng âm 3, 3 trừ 2f bằng 0, 3 trừ 2f bằng 5. Và chúng ta sẽ giải ra fx bằng mấy. Đầu tiên là bằng 3, tiếp theo là bằng 3/2, cuối cùng là trừ 1. Vậy giờ chúng ta sẽ dựng lại cái đồ thị fx này lại cái đi. Thôi khỏi dựng này, nó dựng thẳng cho mình chính xác rồi. Bằng 3 là 2 nghiệm đúng không, bằng 3/2 là 4 nghiệm, bằng âm 1 là 4 nghiệm luôn, âm 1 cắt ngang đây là 4 nghiệm. Cho nên tổng cộng chúng ta sẽ có 10 nghiệm thực đối với câu 3 và câu A. Câu số 4 này anh sẽ thử, anh sẽ giải ghép trục chứ anh không giải cổ điển. Mà em có thể giải cổ điển nếu em không thích ghép trục, anh sẽ giải ghép trục cho mấy em quen nha. Đầu tiên mình muốn ghép trục thì mình sẽ đặt t bằng fx, nhớ quy trình anh dạy không.
tiếp theo là mình sẽ dựng cái loại cái miền tây. Cái miền tây á là FX luôn nè, này là FX nè. Thì cái miền tây á là anh dựng cái miền màu tím nha, là mới đầu là cộng vô cùng, xong rồi nó sẽ đi xuống âm 4 nè, cộng vô cùng rồi nó xuống âm 4 nè, xong rồi lên 0, rồi nó sẽ xuống âm 0.8, rồi nó sẽ lên 0, xong rồi nó xuống âm vô cùng. Ok chưa? Như vậy là mình sẽ ghép chục bài này thôi. Bài này thì mình sẽ chia là một bao nhiêu giai đoạn? 1 giai đoạn, 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, 4 giai đoạn, 5 giai đoạn, tổng cộng là 5 giai đoạn ghép. Ok, giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn đầu tiên là trừ cộng vô cùng xuống âm 4, từ cộng vô cùng xuống âm 4 là từ đây qua đây. Đúng không? Vậy từ đây qua đây thì cái này sẽ đi từ âm vô cùng. Thì cái nói chung là cái đồ thị nó đi sao mình đi vậy, nó sẽ đi từ âm vô cùng xong nó lên 0. Nó lên 0 nè, là lên đây, rồi nó xuống âm 0.8. Xong rồi lại lên 0, đúng không? Nè, âm vô cùng lên 0, xuống âm 0.8 mà lại lên 0. Rồi lại xuống âm 4. Xuống âm 4, xong rồi nó lại lên bao nhiêu đó anh không biết, nhưng mà nó lên rất cao, mà tại vì cái này là âm 4 thì này anh nghĩ là tầm 10 đi. Cho nó 10 luôn. Rồi bây giờ là giai đoạn 1 là từ cộng vô cùng xuống 4 thì nó sẽ đi như vậy. Tiếp theo là từ âm 4 tới 0. Từ âm 4 tới 0 á là từ bên đây qua bên đây, đúng không? Từ bên đây qua bên đây. Thì hiển nhiên là thằng này nó ngay đây á thì này khoảng 10. 10 sẽ xuống âm 4. Xong rồi lại lên 0, hết. Hết rồi đó. Rồi giai đoạn 2 xong tới giai đoạn 3 là 0 xuống âm 0.8. 0 mà xuống âm 0.8 á, này là 0 đúng không? Xuống âm 0.8 là xuống đây. Thì anh ghép á là nó tầm từ 0 rồi nó đi xuống âm 1 em. Từ 0 xuống âm 1. Đó. Đúng không? Ngay đây là âm 1 nè. Là nó đi, nó cái đường cung nó đi màu đỏ anh chỉ nè, từ 0 xuống âm 1 nè. Đó là hết rồi đó. Rồi từ âm 0.8 lên 0 thì ngược lại là lại từ âm 1 lên 0. Y gan thôi, ngược lại. Đúng không? Từ âm 0.8 giai đoạn 4 là từ âm 0.8 lên 0 là từ âm 1 lên 0. Cuối cùng là từ 0 lên âm vô cùng. Từ 0 về âm vô cùng. Từ 0 về âm vô cùng là nó sẽ từ 0 rồi nó về âm 4. Xong rồi nó lại lên dương vô cùng. Đúng không? Hết. Như vậy tổng cộng có bao nhiêu điểm cực trị? Mình đếm. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm cực trị. Đây anh đếm mà dưới mực xanh nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 điểm cực trị. Như vậy đáp án chính xác của câu này là câu B. Câu B. Nhưng mà thật ra câu này mà giải cổ điển thì có vẻ dễ hơn. Mình giải nhiều khi ghép chục em không tỉnh táo là em bị lụm liền. Không, giải khi em giải cổ điển anh nghĩ dễ hơn. Anh nghĩ là vậy. Thì cứ thải, cứ giải thử một trong hai cách này, anh đã giải em hai cách rồi. Thì cho như bài này, bài này sẽ giải ghép chục. Nhà bán cụ B. Nhưng mà nếu như em giải cổ điển mà ra khác anh, giờ em ra 14 hay 12 thì phải làm cho ra lẻ. Chứ không phải là có lẽ là tại ghép chục nó khác chứ phương pháp kia không phải. Dù nó khác phương pháp nhưng mà nó phải cùng chung kết quả, tức là cái hệ thống logic của chúng ta vẫn không có thay đổi nha. Cho nên lưu ý câu số 5 anh sẽ giải ghép chục. Bây giờ anh sẽ đi tìm, anh tìm cái hàm f của x mũ 4 trừ 2x bình. Nói chung là anh đi tìm cái hàm này. Vậy bây giờ mình muốn ghép chục phải làm cái gì? Anh sẽ đặt t bằng x mũ 4 trừ 2x bình. Anh lấy đạo hàm là bằng 4x mũ 3 trừ 4x bằng 0. Hiển nhiên x nó ra 3 nghiệm, x bằng 0 với x bằng cộng trừ 1. Thì chúng ta sẽ có bảng biến thiên. Bảng biến thiên âm 1, 0, 1 cộng vô cùng
Chữ cuối cùng đây là x, đây là t phẩy, đây là t. Đây là nếu mình tìm miền giá trị của t nha. Mình tìm miền giá trị của t nha. Ồ, này cộng trừ xuống lên xuống lên thế 0 như là 0, thế 1 như là -1. Này -1, này dương vô cùng. Dương cùng. Như vậy cái miền t của mình á, cái miền t của mình là nó sẽ đi như vậy nè. Dương vô cùng xong rồi xuống -1, xong rồi lên 0, xuống -1. Xong lên dương vô cùng, đây là miền t nha. Bây giờ mình từ cái miền t này mình sẽ suy ra thằng ft bên đây. Đó. Cái thằng ft của mình là f của x mũ 4 trừ 2x bình nha mấy em. Vậy bây giờ cái tội đồ thị này mình bắt đầu tiên là nó cộng vô cùng xuống -1 đúng không? Cộng vô cùng xuống -1 rồi từ đây qua đây. Vậy là nó sẽ là từ cộng vô cùng rồi nó đi xuống -1 rồi lên 3 rồi xuống xuống -1. Là từ cộng vô cùng đi xuống -1 rồi lên 3 rồi xuống -1 là xong giai đoạn 1 nha. Anh đếm nè, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, 4 giai đoạn ghép. Giai đoạn 1 là từ cộng vô cùng xuống -1 lên 3 xuống xuống -1. Đúng không? Đây là -1. Giai đoạn 2 là -1 lên 0. -1 lên 0 thì dễ thôi, -1 lên 0 đây thôi thì nó là từ -1 lên 3. Rồi tương tự, từ 0 xuống -1 thì tại đây là -3 xuống -1. Tới giai đoạn cuối cùng giai đoạn -1 lên dương vô cùng. -1 lên dương vô cùng thì nó sẽ là -1 lên 3 xuống -1 lên dương vô cùng. -1 lên 3 xuống -1 lên dương vô cùng. Ok. Như vậy đây là đồ thị của FT nha. Thì bây giờ mình đang cần giải cái phương trình gì? Anh ghi nha, trị tuyệt đối của FT bằng 2. Như vậy mình tách ra hai cái hoặc là FT bằng 2. Ngoài FT bằng -2. Rồi. Chúng ta có FT đơn giản, FT bằng 2 bao nhiêu nghiệm? Cắt ngang đây. Đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 nghiệm. 8 nghiệm. FT bằng -2 hả? Không có nghiệm nào luôn. Không ơi, bằng -2 đâu có nghiệm nào đâu. FT bằng -2 không có nghiệm nào hết cho nên đáp án là qua. Đáp án còn A mấy em. Rồi. Đây là toàn bộ là giải của anh. Thì mong rằng các em sẽ tham khảo nó. Và nếu như các em có giải khác thì nó phải khớp. Và nếu không khớp thì phải tìm một cách nào đó để phản biện lại những cái lời giải của anh. Không thôi nó sẽ mâu thuẫn. Tạm biệt các em, bye bye. Chúc các em học tốt.